xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài IBC với chương trình Sống Đời Sống Phật ngày hôm nay. Và giờ này xin mời quý vị theo dõi phần 2 của chương trình. Thưa Thầy, vừa rồi mình đã nói về những điều kiện như là đồng tính nhân ái và khủng bố, thì xin Thầy tiếp tục nói thêm về vấn đề khủng bố được không ạ? Cảm ơn cô Nhật Phúc. Thưa quý vị, cái vấn đề khủng bố là hiện nay cũng là một cái vấn đề lớn của thế giới nhân loại. Và người ta rất là bất an, rất là lo lắng, và không biết cái vấn đề này nó xảy ra vào lúc nào, ở đâu. Đó là một cái mối đe dọa lớn ở trong đời sống của cả thế giới. Thành đối với đạo Phật thì Đức Phật dạy đó, mình không nên sát hại. Một trong những cái giới quan trọng, đứng hàng đầu trong các giới, đó là giới bất sát sanh, tức là không được giết hại. Dù là mình giết chính mình kết thúc cái sự sống của mình, chứ không phải là cái sự sống của một vật khác, của một người khác, mình vẫn phạm vào cái giới sát sanh. Mà cái giới sát sanh, nếu mình phạm thì mình sẽ phải trả một cái quả báo rất rất là đau khổ. Ví dụ như hôm nay mình giết người thì đời sau mình sẽ bị người khác giết lại, thật giả là đời này. Cho nên mình tuyệt đối không suy nghĩ về vấn đề giết hại, không xúi dục, không nói năng về vấn đề giết hại, và không hành động để đưa đến cái sự giết chóc. Lý do không phải là chỉ mình sợ cái quả báo khổ đau đối với bản thân mình, đối với gia tộc, đối với đoàn thể của mình, mà sâu xa hơn, vì mình tôn trọng và bảo vệ sự sống, vì mình ý thức rõ ai cũng ham sống, sợ chết, như một số lần chúng tôi đã đặc biệt nhấn mạnh. Đức Phật dạy, người ham sống sợ chết, vật cũng ham sống sợ chết, mình ham sống sợ chết, người khác cũng ham sống sợ chết, không ai muốn bất cứ ai tước đi cái sự sống của mình. Do vậy mà hiểu được cái điều này, thay vì giận, thay vì thù, thay vì tìm cách để cướp lấy cái sự sống của họ, thì chúng ta lại thương họ, chúng ta cố gắng, chúng ta tôn trọng và chúng ta bảo vệ sự sống. Nếu ai cũng hưng phát lòng từ bi, mở rộng cái tấm lòng thương yêu, hiểu biết của mình, thì chắc chắn là không có cái nạn khủng bố xảy ra. Và tất nhiên là khi mà nói đến cái giới đầu tiên thì chúng ta hiểu ngay đạo Phật không chấp nhận vấn đề sát hại, không chấp nhận cái vấn đề khủng bố. Và giải quyết cái vấn đề này như thế nào? Giải quyết bằng cái lòng từ bi, bằng cái lòng thương yêu vô điều kiện, chứ không phải là chỉ giải quyết bằng vũ khí. Mỗi một chúng ta phải tự trang bị cho chính mình những cái vũ khí hiện đại nhất, tối tân nhất. Đó là vũ khí của từ bi. Đó là năng lực của thanh tịnh. Mình phải gia nhập vào cái lực lượng giải trừ khổ hộ, trở thành một chiến sĩ của hòa bình, trở thành một chiến sĩ của tình thương, trở thành một chiến sĩ của từ bi, mang từ bi trang trải đến tất cả mọi loài. Và chính cái loại vũ khí của từ bi, chính cái năng lượng của thanh tịnh, chứ không phải là năng lượng nguyên tử hạt nhân, mới có thể chấm dứt được những cái vấn nạn lớn của xã hội hiện nay, trong đó có cái nạn khủng bố. Này cô Nhật Phúc thấy làm sao? Thấy cái chủ trương của Phật giáo như vậy nó có giải quyết được vấn đề hay không, hay là nó chỉ là một cái lý thuyết thôi? Dạ. Theo cô thì
Dạ, qua cái sự mấy cái bài giảng của thầy như nói về đồng tính nhân ái và khủng bố thì con thấy đó là như theo Phật nói thì ai cũng công bằng và có được một cái sự như là một phải đối với mỗi người công bằng, tại vì ai cũng đẻ ra giống nhau, nhưng mà nếu có cái tâm từ bi đó thì đó là mới là quan trọng. Và cũng như là về vũ khí từ bi thì không nên vũ khí nhân loại như thầy nói, và có với cái tâm đó và vũ khí từ bi đó thì quan trọng hơn trong cuộc sống này. Đúng vậy. Dạ. Rất là quan trọng. Vấn đề khác mà khi nãy cô Nhật Phúc đề cập đó là vấn đề dạ về như là phá thai hay là về cư dân. Dạ. Oh, yeah. Tức là vấn đề di dân đó. Di dân, dạ. Đó. Thì hiện nay thưa quý vị, vấn đề di dân cũng là một cái vấn đề mà người ta mang ra để thảo luận rất là nhiều ở cái bệnh viện quốc gia cũng có, quốc tế cũng có, nên phạm vi rộng có, phạm vi hẹp có, nhất là đối với nước Mỹ hiện nay, cái cuộc chạy đua vào tòa bạch ốc của những ứng cử viên, trong đó có những cái cuộc chạy đua vào các cái chức vụ vào ngày 8 tháng 11 này, thì họ thường bày tỏ cái quan điểm của họ về vấn đề di dân. Có nên đưa một lượng người định cư ở nước Mỹ hay không? Ở cái tình trạng khó khăn về kinh tế, về vấn đề an ninh, đủ thứ cả. Thì với chúng tôi, thì chúng tôi nghĩ rằng là đất nước này là một cái đất nước của Hiệp Trung Quốc, của đa văn hóa, đa chủng tộc. Có thể nói rằng đại đa số những người có mặt trong suốt mấy thế kỷ qua ở tại Hoa Kỳ là những người di dân, phải không? Cô thường là những người di dân từ ở Anh, từ ở Á Châu, dạ, từ Phi Châu sang, phải không? Dạ. Còn những người ở tại bản xứ thì rất là ít, phải không? Người mà da đỏ bây giờ còn lại rất là ít. Thổ dân đó, thổ dân da đỏ rất là ít. Mà đa số là những người di dân, kể cả những người nắm giữ những cái chức vụ rất là lớn, ông bà cha mẹ của họ cũng là những người di dân. Thậm chí những người mà đang giữ những cái chức vụ quan trọng, họ cũng là cái người di dân chứ không phải là chỉ ông bà cha mẹ của họ. Thành thử ra vấn đề di dân phải được hiểu với tất cả cái sự thông cảm. Ai cũng muốn có một cái cơ hội. Bên cạnh những cái thách đố là sự có mặt của cơ hội, người ta muốn có một cái cơ hội tốt để làm mới lại cuộc đời của họ, để xây dựng lại cái đời sống của họ, của gia đình họ. Và đặc biệt là những người Việt, nếu mà không được đất nước này mở rộng cái vòng tay thương yêu để đón nhận, từ hai bàn tay trắng chúng ta đã làm nên sự nghiệp. Con cháu của chúng ta tốt nghiệp, có công ăn việc làm, có tài sản vân vân. Cho nên vấn đề di dân là một vấn đề mà được xem như là một cái bổn phận và trách nhiệm, đón nhận vào tạo cái môi trường tốt để họ được hưởng những cái nền giáo dục tốt, hưởng một cái nền văn hóa tốt, trở thành những cái công dân tốt, đóng góp để xây dựng đất nước này nói riêng và thế giới nhân loại nói chung, trở thành một cái xã hội tốt trên cái nền tảng của từ bi, của vị tha, của vô ngã, trên cái nền tảng của trí tuệ, của sự hiểu biết, của sự thương yêu, của sự cảm thông, của sự tương kính. Nếu mà chúng ta hành hoạt trên một cái nền tảng như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ đóng góp phần lớn cái khả năng của mình vào cái sự phát triển của đất nước Hoa Kỳ nói riêng và của thế giới nhân loại nói chung. Thì cô Nhật Phúc có nghĩ rằng là cái quan điểm của thầy như vậy nó lệch lạc hay nó như thế nào không, hay là dạ, cô không thấy
Còn ngược lại thì con nghĩ quan niệm của thầy cũng rất là thoáng, như là theo ý nghĩa của con trong đạo Phật thì cũng rất là công bằng, nhưng mà riêng của suy nghĩ của thầy con nghĩ là thoáng hơn con tưởng thôi. Dạ, dạ. Con nghĩ nhiều người sẽ cũng theo ý nghĩa như vậy. Dạ, cảm ơn thầy rất nhiều. Dạ, cảm ơn cô Nhung Phúc. Dạ. Chúng tôi cũng rất chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật trên Đài BC ngày hôm nay. Nếu có những thắc mắc hoặc nhu cầu tâm linh hoặc ý kiến muốn đóng góp cho chương trình, xin quý vị cứ hân hỷ cứ liên lạc đến Chùa Điều Ngự. Số phone là 714-890-9513 hoặc đến Chùa Diệu Pháp ở số phone 626-614-0566. Xin cảm ơn quý vị. Xây thương thân tình trong đạo Phật tùy khác màu.